Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Lan để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một chỗ mai tàn để quý vị mình chơi Tết ha. Chào Lan. Rồi, em chào anh Tuấn, em chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước luôn ạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên clip này là mai tàn để phục vụ cô chú anh chị cho Tết luôn ạ. Mai giả lá gai bông từ 5 đến 12 cánh ạ. Mong cô chú chị hãy xem và ủng hộ cho em ạ. Hình thức của bên em là bao ship toàn quốc luôn ạ. Số điện thoại của em là 0352187978 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Dạ rồi, em vào cây số 1 ạ. Rồi, mã số 1. Rồi, mã số 1 chiều cao là 1m35. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 19 ạ. Rồi, 19 hoành. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ nút nụ ha. Xuống rồi, cành nè. Mã số 1 em giao lưu giá là 750 luôn ạ. Cây này siêu nút nụ luôn của chú anh chị. Chậm lại, để quý vị ngắm nghía nút nụ nha. Ê, cái cụm này đi nha ngơi quý vị. Nụ nó to vậy nè. Này nụ to rồi. Cũng có mớ mớ khu vực này. Cũng có bung lụa rồi nhưng quý vị đó. Thì tùy dùng miền mà quý vị mình chọn cây sao cho nó thích hợp nó trổ ngay Tết nha quý vị. Rồi, xương cành đều ha. Mã số 1 là 750.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 2 luôn nha quý vị. Rồi, em này bung trấu ha. Này chiều cao khoảng 1,5 m. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Hôm nay nụ thì quá xá rồi. Chậm những la. Rồi. Đây, nụ đây quý vị ơi. Cái này siêu nút nụ luôn cô chú ơi. Đó. To đó, bung lụa rồi ha. Bung là bung mập mập hết trơn nè. Đó, đây. Đó. Trời, cái này. Quá xá luôn nè. Từ trên xuống dưới quý vị. Ở dưới đây cũng vậy ha. Cái này là siêu nút nụ luôn. Rồi, mã số 2 em giao lưu giá là 850 luôn ạ. À. Rồi, 850. Rồi, xuống cây luôn. Ủa, đặt cây luôn. Rồi, mã số 3. Rồi, mã số 3. Này, chiều cao khoảng 1,6 m quá. Rồi, cái hoành luôn. Quá. Hoành là 21. Rồi, 21. Rồi, xương cành luôn rồi quý vị. Ủa, chậm nó lên. Rồi, cây này cũng siêu nút nụ luôn nè cô chú ơi. Quá xá luôn. Quá trời, cây này đặt kẹo nụ luôn. No ha. À, đây, dừng lại chỗ này đi ha. Đó, nụ chỗ này thì đủ cỡ gì nè. Bung cũng có mà chưa bung cũng có ha. Đủ cỡ ha. Đặt luôn đây. Đó. Rồi, xương cành luôn cũng đều đây ha. Rồi, mã số 3 em giao lưu giá là 850 luôn ạ. Rồi, 850 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 4 luôn rồi quý vị. Rồi, mã số 4. Này chiều cao phải 1,6 m quá. Rồi, cái hoành luôn. Cây này hoành 21. Rồi, 21 hoành. Rồi, mã số 4 là em giao lưu giá là 850 luôn ạ. Rồi, bây giờ cây này cũng nụ no hết nụ luôn ha. Nút nụ thì to, cây này to nhỏ gì cũng có nhiều hết. Để mình rồi giữ cho cái cây cố định lại. Đợi chú gì xem ha. Là tùy dùng miền quý vị anh chọn cây cho nó sao cho nó trổ ngay Tết nha quý vị. Rồi, tiếp tục ha. Xương cành nè. 850 bao ship toàn quốc luôn. 850 bao ship toàn quốc cho quý vị. Số 5 luôn ha. Rồi, số 5. Cây này chắc cao khoảng 1,7 m quá, cao. Rồi, tầm 6 đến 1,7 m thôi quý vị. Cây này hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, mã số 5 em giao lưu giá là 900 luôn ạ. À. Rồi, nụ no nha. Cây này là nụ này như giống như mấy cái đầu cành quý vị nhìn giống như ve vậy ha. Nè. Quá trời, siêu nút nụ hết. Đặt cái trơn của gì nè. Dài đây cũng vậy quý vị nè. Em này thì nó bung lớp nâu ở ngoài, bung cái vỏ trấu ra rồi nè ha. Thân cành cũng đều ha. Rồi, giá của mình là 900 anh. 900 ha. Nụ như ve. 900 ngàn. Quá trời, siêu nút nụ hết. Rồi, mã số 6. Rồi, mã số 6. Này chiều cao khoảng 1,6 m. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành 22. Rồi, 22 hoành nè quý vị. Rồi, mã số 6 em giao lưu giá là 1,3 triệu luôn ạ. Rồi, nút nụ quý vị chậm lắm nè. Nụ đặt hết trơn ha. Đặt cây trơn. Cái này là nụ đặt kẹo luôn á, con chú anh chị ơi. Nụ nó như thế này nha quý vị. Đó. Chính thân luôn á.
cái tấm bi mà gà ra ở bên hông nó vậy nè. Quá trời nè. Đó. Đây cũng vậy ha. Đủ bự. Ở dưới đây cũng vậy luôn nha quý vị. Nè. Trên dưới cũng trên vậy dưới hết. Rồi, thân cành tiếp tục nha quý vị. Quá trời cây này à, tàn đều. Tàn đều siêu nút nụ luôn, chỉ có 1 triệu 3 của chú anh chị. Rồi, 1 triệu 3 ha. Alo cho em. Xuống cây luôn. Rồi, mã số 7. Cái này chiều cao khoảng 1m6 à. Vành là 21. Rồi, 21 vành. Rồi, mã số 7 em giao lưu giá là 750 ạ. À, em này thì nó cũng có con mớ buông xanh nè. Buông xanh hả quý vị? Buông hết mớ rồi nha quý vị nè. Mớ buông xanh xanh rồi ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8 ha. Rồi, mã số 8 chiều cao khoảng 1m7 quá. Rồi, 1m7. Cái vành này hơi bự nè. Vành 24. 24, xương cành đẹp nào quý vị ơi. Xương cành này khích 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 này, quá khích đó ha. Cái cành đều à, siêu nụ luôn. Rồi, mã số 8 em giao lưu giá là 1.400.000 luôn ạ. À, xương cành này khổ chê rồi, quá cái này quá luôn. Trời. Rồi, nụ nó bung lụa rồi nhưng quý vị nè. Bung lụa trấu trơn xanh ha. Đó. Bung cái lớp nâu vậy, lú mấy đầu xanh ra hết rồi ha. Đó. Đang bung hết trơn nữa gì. Rồi, xuống cây luôn. Cây này đẹp ha. Rồi, mã số 9 nè quý vị. Rồi, mã số 9 ạ. Chiều cao 1m5 ạ. Rồi, cái quành luôn. Quành là 21. 21 quành. Rồi, mã số 9 em giao vô giá là 1 triệu luôn ạ. Rồi, nụ ra quý vị ơi. Đó. Cắn giả rần nè. Mấy em này hiện tại giờ nó cũng bung. Bung cái là mấy vỏ trấu rồi nè quý vị. Lú lú mấy cái nụ xanh rồi ha. Bung rồi. Đó. Bung một mớ. Còn mớ chưa có bung nha quý vị. Mà chưa được ha. Đó. Còn nói chung thì đa số nó sẽ như thế này nha quý vị nè. Bung thì bung mớ ha. Đó. Đa số nó còn tròn tròn no no vậy ha. Xương cành cũng đều nè ha. Mà chú 9 này giao lưu là 1 triệu ha. 1 rồi, triệu 3 xương. Cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 10 đây. Chiều cao khoảng 1m5. Cái này dài chạy em đo chắc hai ấy luôn quá. Đo hết tổng. Rồi, luôn đo quá. Ngang phần cái cổ tổng dưới là 23 luôn. 23. Đo ôm hết nhưng quý vị. Rồi, mã số 10 em giao lưu giá là 850 ạ. Rồi, nút nụ luôn. Cây này cũng siêu nụ rồi, luôn mẹ này. Rồi, luôn. Quá trời. Nụ này, cây này dựng cái lên. Nụ nụ gì? Nụ nó to ha. Quá, wow, sao nụ bự không ha. Nụ dài dài đây cũng vậy, quý vị này thì nó cũng có số, nó cũng đã bung lụa rồi, nó có gì. Bung lớp lụa ở ngoài ha, vỏ nâu nâu ở ngoài bung rồi ha. Còn đa số là chưa có bung như cái gì. Rồi, xây tiếp ha. 850 bao ship toàn quốc luôn của chú anh chị. Tử lên hay tịch nước. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Rồi, mã số 11. 11. Cái này chiều cao khoảng 1m7. Rồi, cái hoành luôn. Quành là 21. 21 quành. Rồi, mã 11 em giao lưu giá là 900 luôn ạ. À. Cây này cây nào cũng rồi, siêu nụ hết. Rồi, Lan ơi. Mấy em này thì hiện tại giờ nó bung lụa cái gì xanh hết rồi ha nè. Bung xanh hết trơn nè. Bung xanh ha. Tùy dùng miền mà cái gì mình chọn cây cho nó thích hợp nha. Rồi, xương cành luôn. Rồi, em này là mã số 11. Giao lưu là 900 ha. Rồi, xuống cây luôn. Thì tất cả các cây báo giá trên clip là bao cái phí vận chuyển cây tới nhà quý vị rồi nhưng quý vị. Rồi, mã clip số này 12 là vẫn còn là bao ship toàn quốc quý vị luôn. Cao là 1m5. Hoành là 21. Rồi. 21 quanh. Em này mã 12 giao lưu giá là 950 luôn ạ. Xương ngang ha, giao lưu là 950. Đó, xương ngang và xương đặc luôn ha. Cây nào cũng siêu nút nụ hết. À, nụ nè.
Đó, anh này nụ rồi trắng giả luôn nè quý vị ơi. Đặt cây trên này ha. Này được cái này xương ngang ha. Xương ngang siêu nụ có 9,5 tấn. Trong quá trình em cô chú anh chị ưng cây nào cứ alo cho em 0352187978. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 13. Rồi, mã số 13. Cái này nó quay. Rồi, chiều cao luôn. Này cao phải 1m6 à. Rồi, tầm 1m6. Rồi, hoành 20 có hơn. Rồi, tính 20 hoành ha. Rồi, mã 13 em giao lưu giá là 1 triệu luôn ạ. Rồi, xe chậm cho quý vị xem ha. Đó là cây nào cũng rồi, dừng lại luôn nha Lan ơi. Thì trong giai đoạn này thì mấy cây này nè, này bung lụa nè ha. Bung xanh xanh đó nè. Đó, bung xanh xanh ha. Cái thì nó nhú xanh nó bự 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 nè. Đó. Cái này bung nụ xanh hết. Rồi, xe tiếp nè. Rồi, mã số 13, 1 triệu nha quý vị, bao ship tận nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 14 luôn rồi quý vị. Rồi, em này cũng bung xanh nữa nè. Này chiều cao 1,5 m. Rồi, 1,5 m. Cái hoành 19 hoành. 19. Rồi, mã 14 em giao lưu giá là 950 luôn ạ. Cái này. Rồi. Quá đầy nụ bung xanh. Chậm chậm lắm. Các chị nó nụ bung xanh đây vậy ha, như vậy nè. Xanh 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 cây ở trên nè. Nó thì tùy dùng miền quý vị chọn cây ha. Nó thích hợp về chỗ ngay Tết ha. Là này mã số 14 nha quý vị. 950.000. Rồi, xuống cây. Rồi, một em bự đây. Đó. Khá cao, xương ngang, xương khít ha. Này chắc khoảng 1m8 quá rồi. Rồi, tầm khoảng 1m8. Quá trời. Còn này hai mấy đây? 23 hơn anh ơi. Rồi. Tính 23 hoành. Tông cao. Rồi, mã 15 em giao lưu giá là 1.500.000 luôn ạ. Rồi, 1.500.000. Rồi, dừng lại luôn. Kiểm tra nút nụ ha, quý vị nụ nè. Nó tròn 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 vậy ha. Này trời nó lú lú xanh xanh ra hết rồi nè ha. Nụ no 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 vậy nè. Đó. Đâu vậy quý vị nè. Dài dài bên hông đây ha, vậy nè ha. Đó. Tròn 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 lú 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 xanh xanh ra ha. Xương ngang xương khít nữa nè. Quá trời cái này. Hoành thì nãy là 23 hoành ha. Đây là mã số 15 anh. 15, giá là 1.500.000. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, 16, em này cũng tàn cũng một cỡ này. Cũng cỡ cỡ như cái cây vừa rồi ha. Này chắc cũng cao khoảng 1m78 anh ơi. Rồi, cỡ 1m78. Hoành chắc bự hơn quá. Cái này hoành tới 26. Rồi, 26 hoành. Rồi, mã 16 em giao lưu giá là 1.800.000 luôn ạ. Quá trời cây này nụ. Nụ đây. Chi chít hết trơn. Trận tay gì hết á. Quá trời cây đại siêu nút nụ luôn. Chậm 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 nha. Đó. Từ trên xuống dưới. Nụ xanh cây hết trơn nào quý vị. Đó. Chỗ nào cũng vậy nha. Đó, còn thân cành ha quý vị. Thân cành nè. Nhưng mà kỹ thân cành hang nụ thì mình khỏi nói rồi ha. Cũng đặt cây trơn. Cành cũng đều quá nè ha. Hoành bự nữa, hoành này tới 26 cũng như quý vị. Thì giá thì là 1.800.000 ha. Giá đưa ra đã bao phí rồi nha quý vị. Bao phí dần chuyển cây tới nhà nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục em bự nữa nè. Cái này khoảng 1m6, mã 17. Rồi, em này cũng coi 1m6, 1m7 này chắc coi lấy 1m7 đây ha. Hoành 25 luôn. 25 hoành, mã số 17. Rồi, mã 17 em giao lưu giá là 1.500.000 luôn ạ. Rồi, 1.500.000. Rồi, chậm chậm nha. Ở cái này cũng nè. Siêu nụ hết rồi, quá trời. Chậm lên ơi. Chặn tay lại cho gì để dễ thấy luôn đây. Tinh thần thì cây nó nụ nó cỡ vậy vậy á. Đó, vậy nè. Chỗ nào cũng vậy như vậy nè. Chỗ nào cũng vậy ha. Đó. Bùng hết trần ha. No hết rồi. Rồi, xây tiếp ra. Nụ bung hết trơn, trắng giả hết trơn nè quý vị. Rồi, mã số 17, 1.500.000. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 18 quý vị.
cao 1,5 m. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 19 anh. Rồi, 19 hoành. Rồi, mã 18 em giao lưu giá là 950 luôn ạ. À. Mấy cây rồi này siêu nút nụ hết luôn cô chú em anh chị ơi. Thân cành đều rang từ trên xuống dưới luôn ha. À. Trong quá trình xem cô chú anh chị ưng cây nào cứ alo số điện thoại của em 0352187978 luôn. Rồi, em này thì nụ no no vậy nè ha. Cũng có mớ bung xanh nha quý vị. Mới cũng có bung xanh này nè. No. Bung xanh có luôn ha. Đủ cỡ ha. Đặc biệt xương cành nó rất là đều. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 19 đây quý vị. Em này gọn gọn nè. Em này gọn. Nhỏ xinh xinh. Này cao 1,2 m à. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, mã 19 em giao lưu giá là 750 luôn ạ. À. Cây này siêu nút nụ luôn, chi cành đều siêu nút nụ. Cái này thì bung vỏ ngoài rồi ha. Bung bung vỏ nâu ngoài, giờ bung xanh 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 hết rồi nè. Rồi, mã số 19 nha quý vị. Giá là 750 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 20. Rồi, mã số 20. Rồi. Chiều cao là 1,3 m. 3. Hoành là 20 có hơn. Rồi. Tính 20 hoành. Rồi, mã số 20 em giao lưu giá là 800 luôn ạ. À. Rồi, chấm chấm. Đó, quý vị. Nụ. Nụ bung xanh vậy luôn nha quý vị nè. Tiếp tiếp luôn, sẽ xây tiếp luôn. Cũng bung xanh hết trơn quý vị nè. Trên dưới gì cũng bung xanh hết trơn ha. Rồi, xuống cây luôn, mã số 20. 800 ngàn. Rồi, mã số 21. Chiều cao 1,2 m. Rồi. Hoành là 17. 17 hoành. Rồi, cái này em giao lưu giá là 500 luôn ạ. À. À, chậm lan, chậm lan. Quay nó quay quá trời. Quay nụ, em quay dèo dèo quý vị. Không thấy là nụ luôn á. Chậm chậm nha. Đó. Từ từ ha. Nụ quý vị. Đắng giả trơn ha. Nó bung nhìn thấy thương luôn ha. Rồi, mã số 21, 500 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. Này cao 1,2 m. Rồi, 1,2 m. Hoành là 21. Rồi, xương ngang 21 hoành. Xương khít. Rồi, chậm lắm rồi. Nó vậy, tí xe xe thì chậm vậy đó. Rồi, mã 22 em giao lưu giá là 1,1 triệu luôn ạ. À. Đặt luôn ha. Có 1,1 triệu bung, bung bung trần ha. Xương cành khít thấp thân, thấp luôn ha. Đó, trên thân người ta nụ vậy nè. Đặt cây luôn. Đặt hết trơn cái gì nè. 1,1 triệu ha. Mã số 22. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 23. Này cao 1,1 m à. Rồi, 1,1 m. Hoành là 18 ạ. Rồi, 18 hoành. Rồi, mã 23 giao lưu giá là 600 luôn ạ. Rồi, thân cành của gì. Đó. Được cái, có cái củ tròn tròn như vậy ha. Nụ thì nó đủ cỡ hết. Bung cũng có, cỡ. Tròn tròn cũng có, nhỏ nhỏ cũng có, đủ cỡ của gì. Vậy trên đây vậy ha. Đủ cỡ. Nụ no tròn ha. Rồi, mã số 23, 600 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, 24 luôn. Này cao khoảng 1,6 m. Hoành là 21. Rồi. Rồi, mã 24 giao lưu giá là 850 luôn ạ. Rồi, nụ quá xa luôn, đặt luôn. Này, này thì nụ này nó... Này chắc phục vụ ở miền Nam mình được, chứ miền Bắc, miền Trung chắc không có kịp nha quý vị. À, dừng đi. Đây, tại vì nụ nó hiện tại tinh thân nó dày nha quý vị. À, chưa có no ha. Miền Nam mình chơi là ok. Đặt luôn. Xương cá. Nụ nó đóng theo cái nhánh như xương cá vậy ha. Rồi xây xây tiếp luôn. Rồi, mã số 24, 850 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi. Rồi, số 25. 5. Cao khoảng 1,5 m. Hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Này cắt tỉa như cái thông vậy ha.
Cây này quá trời siêu nụ. Xương thì em này nó xương nó đạt từ trên xuống dưới luôn nè. Rồi dừng lại luôn nha Lan. Rồi, mã 25 là 750 luôn của chú anh chị. Nụ nè. Đặt hết trơn nó vậy. Đặt luôn á. Cây này quá trời nụ. Quá nụ luôn ha. Siêu nút nụ luôn. Rồi, 750.000. Rồi, xuống cây luôn, mã số 25. Rồi, mã số 26 ạ. Này, chiều cao khoảng 1m3. Lục lục. Rồi, hoành 17 có hơn. Rồi, tính 17 hoành nè quý vị. Em này thì buông xanh rồi ha. Rồi, mã 26 giao lưu giá là 800 luôn ạ. Rồi, chậm chậm. Đó, nụ buông xanh hết trơn rồi nè quý vị nè. Buông xanh hết rồi ha. Xương cành cũng đều ha. Mã số 26. 800.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã số 27 cũng là cuối clip của em luôn ạ. Cao khoảng 1m2. Rồi. Hoành là 16. 16 hoành này nụ nè quý vị ơi. Rồi, mã 27 em giao lưu giá là 850 luôn ạ. Chậm chậm chậm. Đó là cây này siêu nút nụ. Nụ đặt luôn ha. Nó ra em cứ xe chậm 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 quý vị. Nụ đặt cây luôn ha. Lên đỉnh luôn nè. À, tại cây này giả rồi. Siêu nút nụ luôn. Chi cành đều mà siêu nụ luôn. Quá trời rồi, cây này. Mã số 27 là 850.000 ha. Rồi dạ là gì ông Lan. Rồi cuối clip em chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ cho em ạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi em chào cô chú anh chị luôn ạ. Hẹn gặp lại quý vị clip sau.